À, chúc mừng mọi người đây, đó là cái tựa game My Planaria. Thì cái tựa game này có gì đặc biệt trong thời gian vừa qua mà được nhắc đến rất là nhiều đúng không? Thì mình cũng làm một cái video review cho mọi người về cái tựa game này cũng cách đây khoảng đâu đó khoảng hơn 1 tuần rồi đấy. Đó, My Planaria. Mình nói là một cái game NFT xịn nhất, nó xịn nhất ở chỗ nào? Đó là cái tựa game này nó không giống như cái tựa game khác. Chúng ta sẽ không cần phải nạp tiền vào nhé. Không phải là không không cần phải nạp đâu mà là chúng ta không cần nạp, chúng ta có thể chơi được, kiếm tiền được luôn đấy mọi người. Đó là một cái tựa game free to play luôn hoặc free to earn đó. À, cái này chúng ta có thể kiếm tiền miễn phí bằng cách là cày cuốc. Ngoài ra nó có tin tức rất là tốt, đó là game đã huy động được 2,7 triệu đô trong quá trình gây quỹ bởi các investor lớn như là Coin 98 Venture, Kirot Venture hoặc là NGC Venture. Đó là những cái quỹ rất là lớn đầu tư cho cái tựa game cũng khá là nổi trên thị trường crypto trong thời gian vừa qua đúng không? Ok, ở video ngắn này thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta sẽ bắt đầu tạo tài khoản và sẽ chơi cái tựa game này. Mặc dù tựa game này nó chưa ra bản open chính thức, tuy nhiên là nó cũng đã có những cái chương trình ở trong cái tựa game này rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu video nhé. À, đây là cái trang chủ của nó. À, sau khi mọi người vào trang chủ thì mọi người vào mục play. À, còn nếu mà chúng ta muốn xem review về cái tựa game này cụ thể về cả token phân bổ như thế nào và roadmap ra làm sao, chúng ta quay trở lại cái video review của mình ở đầu video mọi người nhé. Đó thì chúng ta sẽ chọn vào play này, mình sẽ làm từ đầu luôn, từ mục tạo tài khoản đến mục chơi và claim token như thế nào thì mình sẽ làm cho mọi người luôn để chúng ta có thể có một cái trải nghiệm và một cái cụ thể nhất mọi người nhé. Đó thì tựa game này thì nó có phát triển trên nền tảng điện thoại iOS và Android, tuy nhiên là hiện tại thì nó chưa ra cái mảng đó mọi người nhé. Hiện tại thì trên máy tính thì chúng ta có thể chơi được bản testnet rồi đó. Thì mọi người biết rằng là cái đội ngũ mà trước đây nó phát triển cái tựa game này này thì nó cũng đã từng phát triển cái tựa game là giới thiệu đến cái tựa game gọi là Mine Ballist ấy. Thì đó là một cái tựa game cũng mặc dù là chưa ra bản open chính thức, cũng gọi đang ra alpha thôi, nhưng mà cái đồng token đó là cái đồng Alice, sau khi mà list vào sàn Binance thì nó x khoảng 5 5 600 lần luôn, 5 600 lần 100 lần mọi người nhé. Đó, từ khi IDO đến khi mà list vào sàn Binance ấy. Nên mọi người thấy là đó là một một cái gọi là như kiểu là một cái xổ số đúng không? Đó. Tuy nhiên là cái tựa game My Ballist cũng được đánh giá rất là cao mặc dù là chưa ra game. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ mọi người cùng xem là cái tựa game này nó cũng sẽ phát triển được như thế nào mọi người nhé. Đối với một gọi là deep của nó ấy, thì là Working Man ấy, mình đã nói ở video trước rồi đấy, là một ông gọi là chuyên sản xuất game lớn nhất đúng không? Cũng không phải lớn nhất mà là nói chung là rất là lớn. Đó, chuyên sản xuất các cái tựa game ở trên điện thoại cũng như là PC nền tảng và có đối tác rất là lớn. Ok, chúng ta chọn vào click to play. Chọn vào click to start nhé mọi người nhé. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ ấn vào mục login là đăng nhập mọi người nhé. Đó, ở đây thì nó sẽ link ra cái tài khoản của mình có rồi. Cái tài khoản này chính là cái tài khoản mà Tromia mà ở trên cái tựa game My Ballist trước đây mình có hướng dẫn cho anh em tạo ấy. Thì ok, bây giờ mình sẽ xóa đi và mình sẽ làm lại từ đầu một cái tài khoản mới hoàn toàn cho anh em luôn mọi người nhé. Đó, đầu tiên là mình sẽ gọi là Nhất Huy 12345 đi, 1245 nhé. Password này thì tùy mọi người có thể đặt thế nào cũng được mọi người nhé. Mình sẽ làm từ đầu luôn để chúng ta có một cái trải nghiệm ok nhất về cái tựa game này cho những anh chị em là chúng ta cũng sẽ có đây. Đến cái phần này chúng ta cần phải lưu lại cái key này giúp mình nhé. Cái này nó như kiểu lúc mọi người tạo một cái ví chốt ấy, chơi wallet ấy. Đó, chúng ta lưu lại cái key này và bây giờ chúng ta quay trở lại và chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ điền lại thứ tự các cái key này. Bây giờ chúng ta xem lại xem là thứ tự của nó là gồm có những cái gì. Ok, bây giờ đến đoạn này chúng ta sẽ chọn vào cái authorize. Đó. Vậy là chúng ta tạo xong cái tài khoản, chúng ta đã tạo xong được cái tài khoản Tromia rồi đấy. À, cái đồng token Dania này á thì nó sẽ có tác dụng là khi mà chúng ta vào market ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồng token đó để chúng ta sẽ chọn vào mục thuê, chúng ta có thể thuê tài khoản được mọi người nhé. Thì mọi người sẽ có cái phần tài khoản của mình và cái phần rent ấy, là cái phần thuê, chúng ta có thể thuê tài khoản người khác chúng ta chơi. À, hoặc là chúng ta cũng có thể là mua bán các vật phẩm ở trên cái market đấy mọi người nhé. Ok nhá. Ngoài ra thì trước đây nó có một cái chương trình là hàng ngày mọi người vào điểm danh nhá, thì nó sẽ có một cái chương trình là tặng cho mọi người cái đồng token Dania này. Tuy nhiên là hiện tại thì mình cái video trước ấy, mình làm review cho mọi người ấy, thì nếu mà ai chơi là mọi người điểm danh là mọi người có nhận được cái đồng token này đấy. Mỗi ngày như là được 40 đồng thì phải ấy. Đó, 30-40 đồng á. Thì cái code của nó sẽ là back to my, nhưng mà mình vừa đấy mình có gõ mấy lần nhưng mà nó không 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 hiển thị ra, có lẽ là nó chương trình nó đã close rồi. Đó.
nó không không có, nó không còn chương trình này phải. Ok, thì bây giờ chúng ta có thể là đây, ngoài ra chúng ta có thể vào là phần inventory. Mọi người nhận inventory này thì nó sẽ là cái thông tin của nhân vật trong ngoài này. Đây nó có các cái thiết bị ví dụ như kiểu cái rìu đào này, ba lô này, giày dép này, máu này, HP các kiểu luôn đấy mọi người nhá. Đó thì chính là mọi người mua những cái kia để mọi người nâng cấp ấy. Ví dụ trong quá trình đào mọi người được 20 cái cục đá này nè, 25 cục đá này thì mọi người sẽ upgrade, sẽ nâng cấp được cái rìu này mạnh hơn, chúng ta sẽ đào nhanh hơn các kiểu đúng không? Đó. Ngoài ra thì còn chúng ta có thể là mua các cái liên quan đến HP hoặc là liên quan đến các cái chỉ số của hỗ trợ để cho quá trình đào ở đào trong map nhanh hơn. Còn đây cái nhân vật của chúng ta mọi người nhé. Đó chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ đến với tựa game chính của chúng ta play này. Đó, sau khi mọi người play thì mọi người sẽ chọn vào đây là cái thông tin tài khoản mọi người nhé. Đây free zone này và chọn play thôi. Đó, sẽ vào ngay game mọi người nhé. Ở trong game này thì hiện tại nó có âm thanh ấy, nhưng mà mình tắt đi âm thanh đi rồi để mình tiện thu âm nói quay video cho mọi người nhé. Ok, mình sẽ nói nhanh mọi người nhé. Đây là hình ảnh in game này. Các phím trái phải để chúng ta di chuyển trái phải lên để ấn phím lên để nhảy này. Phím xuống để chúng ta đào xuống phía dưới này. Đào nó mà chúng ta đào vào các cái khu vực như này nhé. Đây khu vực này không đào không được đâu. Còn các khu vực này đào và chúng ta sẽ rơi được các cái vật phẩm trong game để nâng cấp các vật phẩm nâng cấp các con nhân vật này này. Đó, đây sẽ là thời gian để chúng ta chơi và chúng ta trong quá trình đào chúng ta sẽ ăn được cái thời gian này, chúng ta sẽ nâng cấp thời gian đào tiếp và chúng ta sẽ kiếm kiếm được nhiều hơn các vật phẩm ở trên map này mọi người nhé. Ngoài ra ở đây mọi người thấy sự xuất hiện của con quái vật nó dưới này này, vừa nãy bò đây này, thì mọi người đào đây, mọi người chém quái vật này nó cũng sẽ ra được cái vật phẩm để mọi người nhặt đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé, let's go. Hiện tại thì mình đang chơi bằng MacBook cho nên là nó hơi khó. Đó, khi mà chúng ta chạm vào quái vật ấy, mà chưa kịp đào thì chúng ta sẽ bị mất HP, mất máu mọi người nhé. Đó. Đấy, cố gắng tận dụng nhé. Đó. Chúng ta sẽ mất máu nhé. Đây chính là cái mà để tăng thời gian mọi người nhé. Đó. Đấy, vậy là chúng ta tăng thêm thời gian rồi. Mình lại được đầy 2 phút rồi kìa. Đó. Lại tiếp tục đào thôi. Càng cố gắng đào nhiều càng tốt mọi người nhé. Đào càng nhiều thì chúng ta sẽ càng được nhiều vật phẩm hơn. Này cái này này đó, ta sẽ cố gắng đào thật nhiều đúng không? Ok thì mình sẽ làm rất là nhanh thôi để cho chúng ta biết được là trải nghiệm trong game như thế nào. Và mọi người có thấy cái biểu tượng sáng sáng hay không? Biểu tượng sáng đó để chúng ta chuyển map mọi người nhé. Sau khi mà hết thời gian rồi, chúng ta đào chán cái map mọi người này, đào đục chán rồi, thì chúng ta sẽ chuyển map nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ chuyển map cho mọi người. Đó. Vào đây thì mọi người sẽ ấn cái phím di chuyển xuống ấy, cái phím mũi di chuyển xuống để chuyển map mọi người nhé, và nó sẽ tổng hợp tất cả các vật phẩm mọi người đào được trong cái map này. Đó, mình đào được 21 cái con này này, 21 cái viên đá này, một viên này và hai viên này. Đó, mình ấn continue. Thì sau khi mà đào xong, tổng hợp xong ấy, thì mình sẽ vào cái phần inventory để mình đó những cái vật phẩm mình được á, thì mình sẽ dùng để nâng cấp cái các cái vật phẩm ở các cái thiết bị ở trong game mọi người nhé, của con nhân vật này mọi người này. Đó ví dụ như kiểu cái rìu này thì nó cần 25 viên đá này đó, đấy thì mình đã nâng cấp tiếp rồi. Nếu mà muốn nâng cấp bậc tiếp theo thì sẽ cần 33 viên này và 22 viên này. Đó mọi người cứ làm theo yêu cầu đó thôi. Đó chúng ta đào càng được nhiều vật phẩm thì càng tốt mọi người nhé. Đó nâng cấp lên thì nhân vật nó lên nữa thì nó sẽ mở thêm những cái phần này nữa thì mọi người sẽ càng mạnh hơn nữa mọi người nhé. Đó ngoài ra lớp nhân vật thì có cả nam và nữ, đây chúng ta có thể chọn giới tính của nhân vật đó. Thì qua video này thì mình đã hướng dẫn cho mọi người chúng ta có thể tạo tài khoản cũng như là chơi cái tựa game rất là đơn giản này. Tuy nhiên là cái tựa game này đang gọi là free mà chúng ta có thể kiếm được tiền mọi người nhé, dành cho anh em có thể gọi là cày cuốc kiếm tiền đấy. Đó thì lưu ý mọi người một vấn đề nhé, là hiện tại trong game thì sẽ có thỉnh thoảng có diễn ra một số các cái chương trình là chúng ta có cái top rank ấy. Đó thì chúng ta trong top rank thì chúng ta sẽ có phần thưởng ở top rank. Thì hiện tại nó đang là cái bản bản này gọi là bản test mà. Cho nên là những cái mà chúng ta nâng cấp và những cái vật phẩm trong game này chúng ta sẽ không được lưu lại khi mà nó ra bản bản test mọi người nhé. Đó. Và chúng ta có thể là vào cái Twitter chính thức của nó là Myprania để chúng ta cập nhật thông tin liên tục về cái tựa game này. Đó. Và đây này, nó cũng có cập nhật luôn là nó đã kêu gọi vốn được 2,7 triệu đô này bởi các cái investor như Coin98 Venture đúng không?
Ok, thì qua video này thì mình đã hướng dẫn cho chúng ta có thể chơi được game rồi, và chúng ta cũng thấy rất là đơn giản đúng không? Mọi người cảm thấy video hữu ích hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Có gì nguy hiểm mọi người có thể comment ở dưới phần bình luận mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.